Bảo Cao là biên 4, Tú MC đánh biên 3, biên 3. Mỏ Chạnh rất cao. Tú MC Chạnh lên bóng tung. Vừa rồi là pha chán bóng tung của Nghĩa Đô. Ra cũ quá. Anh ơi, anh ơi. Trường và kéo đường ngay rất hay của Trường. Qua đó và bóng rất hay của Trường ấy ca. Điểm cho Hoàng Mai 2-1. Trường qua Bảo Cao. Ở đây Nghĩa Đô chắn bóng rất cao của Hồng Trường và Bảo Cao. Chán bóng tốt. 3-1. Bán kết. Rất hay của Tú MC các bạn ơi. Bóng lố rồi các bạn à. Chuyền hay. Som Nô dành cho không được tốt và bóng qua rồi. Hàng trên bây giờ là Som Nô, Mỏ Hồng và Đức Hạnh. Rất khó chịu. Rất hay và chém thực rất hay của Som Nô. Các cầu thủ Arsenal qua đó nâng tỷ số xuống còn 3-4. 3-4. Nghĩa Đô phát bóng rất khó chịu các bạn ơi. Phát bóng là điểm. Nghĩa Đô 4 đều kẹp. Ở những điểm số đầu thì bây giờ họ đã bước lại đường ray. Trường 2000 tranh bóng ra ngoài của Mỏ Hồng và Đức Hạnh. Trường 2000 5-4. Bước một tốt. Ai đây? Biên 3 rất hay. Som Nô làm tốt nhiệm vụ biên 3 cho mình. Nhẹ nhàng nhất lớn các bạn. Nhất 30, nhì 15 đây. Và 3-5. Quá khó cho Mỏ. Bóng hay của Hồng Cường. Điểm cho Hoàng Mai 7-5. Bóng chuyền là môn phải chơi đồng đội nha các bạn. Một đứa hay thì không thể nào gánh được cả team đâu các bạn ạ. Phát bóng rất hay của Tú MC nhưng rất may mắn là nhưng mà phải nói có điều kiện tấn công kết thúc điểm số 6-7. Điểm số bây giờ là 6-7. Ai đây? Bảo Cao trên tầm và ăn điểm rồi. Có điểm dành cho các cầu thủ. Phải nói là 6 trận quái lực, 6 đội bóng đội nào cũng mạnh. Ra ngoài rồi, bóng lao ra ngoài. Trước đó UFC đã các bạn để ý trên góc màn hình, chỉ cần thân hành volleyball và thấy chất lượng video cao hay thì nhớ chia sẻ cho mọi người nào. Rất đáng tiếc cho pha bóng phòng thủ vừa rồi của quá đồng quá sung các bạn ơi. Rất căng các bạn ơi. Bóng Bảo căng các bạn ơi. Bảo không theo chắn được. Ba bóng không theo chắn được của Som Nô. Ducati Bình Dương mang lại được một điểm nữa. 3-30. Ba bóng lỏng tay. Bây giờ là Mỏ Hồng. Đường ấy đáng tiếc ra ngoài của Mỏ Hồng. Rất đáng tiếc ở pha bóng vừa. Không thể nào đôi khi mình không nhớ được điểm số. Quái lực của Tú MC và phát bóng nặng ký. Ngay lập tức. Vẫn còn phòng thủ không thành công của các cầu thủ bên phía của Arsenal. Chắn sẽ nằm trong các cầu thủ Văn Liệu Xây Dựng Bình Dương. Quái lực nặng ký đến từ vị trí của Tú MC. Mỏ Hồng đến từ vị trí của Mỏ Hồng ngay lập tức. Mỏ Hồng đã cố gắng níu lại được điểm số dành cho các cầu thủ của Arsenal. Bóng trong tay đã xác định là ngoài. Hàng 6 rất tính rất tốt. Cơ hội. Bảo Cao không. Đó là Tú MC. Rất hay của Khang truyền 2. Rồi không hiểu ý. Quá thật đáng tiếc nhưng Bảo Cao đã quá. qua xử lý bóng của Bảo Cao. Giờ Bình Dương nhé các bạn. Bóng bây giờ là Tú MC. Nghĩa Đô quá, Đô quá hay cho đường chéo A. Cũng rất căng thẳng. Phát bóng lộng tay và bây giờ là Bảo Cao chạm lưới rồi. Sân Hoàng Mai nâng tỷ số lên 3-2. Chuyển một tốt của Nghĩa Đô, ai đây? Mỏ Hồng. Bắn cái chân nhấp ngoài cùng Mỏ Hồng. Các hàng 6 bên ngoài đang rất là áp lực. Chuyển một tốt. Trường 2000. Chắn bóng rất tốt. Chắn bóng tốt của Mỏ Hồng. Các bạn ơi. 4-3. Các bạn có thể nghe được những hàng sáo ở ngoài đang đá. Lusubu Trường 2000 vẫn còn cơ hội, cơ hội vẫn là Trường. Vâng, tiếp tục là pha chắn bóng thành công của Som Nô và Mỏ Hồng. Kín. Nghĩa Đô phạt bóng rất ổn định các bạn ơi. Vẫn là Trường. Vẫn có đáp trả một pha bóng chán rất hay của Trường 2K. Một pha tung banh hơi khó rồi. Mỏ Hồng lon chán rồi. Này mặc dù của Arsenal về hai ngoại binh đó là Mỏ Hồng và Đức Hạnh nhưng họ chưa có thời gian tập luyện để kết dính hơn. Bỏ bóng tốt của Bảo Cao rất uy lực. Mỏ Hồng bắt tét ra ngoài. Mặt bóng bây giờ là Nghĩa Đô. Trường chắn bóng ra ngoài. Chắn bóng ra ngoài. Qua lòng của tay Nghĩa Đô. Cơ hội vẫn còn. Phản công. Ai đây? Không được rồi. Vừa rồi của ông Cường nhưng Tú MC đã nhanh tay xử lý. Thành ra pha bóng này trọng tài xử lý Huê là rất hay. Khoa nha các bạn. Xử lý bóng ngoài. Hoài phát lại các bạn. Vẫn còn. Cơ hội cân bằng điểm số không? Bảo Cao có điểm rồi. Các bóng tốt của Bảo Cao. Tiếng. Và ngay hôm nay thì mình lại đi quay test. Tôi xì phạt bóng rất đã tài các bạn ơi. Mỏ Hồng chán bóng tốt rồi. Bây giờ là Nghĩa Đô phạt bóng. Tốt. Chuyển một tốt. Bảo Cao. Còn con vẫn còn hay, rất hay, rất hay. Và nỗ lực cứu bóng của Som Nô và kết thúc bằng pha bóng của Mỏ Hồng các bạn ạ. Cao có sống lại cũng không thể nào mà viết được bài thơ nào dành cho pha bóng đó. Vẫn là Bảo Cao. Ở lần này thì chạm tay trắng ra ngoài rồi các bạn ơi. Chạm tay trắng ra ngoài rồi. Ai lo chuyện ra đây. Lỏng rất khó chịu các bạn ơi. Lỏng tay rất khó chịu. Và đập bóng nhẹ nhàng của Mỏ Hồng này lấy điểm các bạn à. Vào những điểm trống thôi là có điểm rồi. Rất hay. Tú MC. Đường chân bóng ra ngoài của bóng rất lực và chạm tới chắn ra ngoài. Tài bởi vì hàng 6 rất là đông trong trận đấu này. Đầu Cao rất hay ở pha bóng này. Thì mang lại rất nhiều lợi thế cho các cầu thủ tấn công bên phía Văn Liệu Xây Dựng Bình Dương. Đây. Nghĩa Đô. Thì rất căng các bạn ạ. Tú MC đã bắt bài được hướng đi của đội bóng nhưng mà đội bóng ăn thua nhưng riêng anh vẫn mang lại rất nhiều điểm số cho đội của mình. Trường chắn bóng thành công. Là Quá nhiều pha tranh cãi ở trận đấu này. Thật sự những trận đấu như thế này trọng tài phải tập trung mắt công lực, phải chạy ngay lập tức tới vị trí có dấu để xác định ngay lập tức. Nghĩa Đô. Vâng, cơ hội phát công. Ai đây? Ăn điểm rồi. Có lợi thế. Hợp lý. Tốt. Mỏ Hồng. Set boy, set boy với cái nhân chơi Văn Liệu Xây Dựng Bình Dương. Ủa, sân Hoàng Mai. Quá hay. 42. Quá cảm xúc. Ở những thời khắc quyết định thì Tú MC đã phát bóng rất nhẹ nhàng, sang ổn định, có những gương mặt gọi là dãn đạo hơn rồi. Rất tốt của bọn của Đức Hạnh. Hay của Đức Hạnh. Lấy điểm. Của Mỏ Hồng. Các bạn có thể thấy Đức Hạnh Mỏ Hồng đang phải hoạt động mất công lực của mình. Nếu đội Mỏ Hồng Đức Hạnh thua thì thật sự rất đáng tiếc nha các bạn. Ở đây bạo cao. Chia buồn cùng của Arsenal. Hoàng Mai đã tiếp tục bước vào những trận đấu vòng trong.